Xin kính chào quý vị và bà con, rất vui được gặp lại bà con trong chương trình Tổng đài Nông nghiệp. Chương trình được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 10 giờ 25 phút đến 11 giờ 25 phút trên kênh VTC16. Bà con có thể xem lại chương trình vào khung giờ 20 giờ đến 21 giờ cùng ngày trên kênh VTC16 hoặc xem trên kênh YouTube VTC16 hoặc fanpage VTC16. Thưa quý vị và bà con, Tổng đài 19006145 của chúng tôi luôn sẵn sàng mở để tiếp nhận câu hỏi của bà con từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Và chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng với bà con. Xin được giới thiệu Tiến sĩ Vũ Ngọc Sơn, nguyên giám đốc Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi Viện Chăn nuôi, chuyên gia chăn nuôi thú y. Vâng, xin kính chào bà con. Xin được giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung, nguyên trưởng bộ môn thuốc cỏ dại và môi trường Viện Bảo vệ thực vật, chuyên gia trồng trọt. Vâng, xin kính chào bà con. Xin được cảm ơn hai vị chuyên gia đã nhận lời tham gia chương trình và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Đạm Phú Mỹ NPK Phú Mỹ đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, thưa bà con, vụ lúa thu đông 2023 đang bước vào cao điểm thu hoạch, thời tiết thuận lợi, năng suất cao và giá của các loại lúa tươi bán tại ruộng tăng kỷ lục, cao hơn ít nhất từ 1 đến 2.500 đồng trên 1 kg so với cùng kỳ năm ngoái. Và hiện bà con rất phấn khởi vì chưa có năm nào lúa lại cao như năm nay và niềm vui cá nhân đôi khi lúa được mùa được giá. Tại An Giang, hầu hết diện tích lúa thu đông đều đạt sản lượng cao, năng suất đạt từ 700 kg đến 1 tấn trên một công. Không chỉ trúng mùa, nhiều nông dân cho biết năm nay lúa được thương lái thu mua với giá rất cao, thậm chí có những diện tích lúa chưa tới ngày thu hoạch, thương lái vào tận nơi xem và đặt cọc trước từ hơn một tháng. Đặc biệt, thời điểm thu hoạch vụ mùa thu đông năm nay, nông dân được hưởng lợi rất cao từ giá gạo thế giới, nhất là sau lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, UAE và Nga khiến giá lúa tăng cao kỷ lục. Hiện giá bán các loại lúa tươi trong vụ thu đông năm nay như OM5451, Đài Thơm 8, OM18 hiện dao động từ 8.900 đến 9.400 đồng trên 1 kg tùy loại giống. Riêng nếp khô có giá từ 9.500 đến 9.800 đồng 1 kg, cao hơn ít nhất từ 1.000 đến 2.500 đồng trên 1 kg so với cùng kỳ năm ngoái. Để tiếp đà thuận lợi này cho vụ lúa đông xuân năm 2023-2024, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang khuyến cáo nông dân cần đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp sản xuất các giống lúa chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường, đẩy mạnh trồng lúa theo tiêu chuẩn SRP, Global Gap, Việt Gap, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và giá trị hạt gạo Việt Nam, phục vụ hiệu quả yêu cầu xuất khẩu. Còn ngay bây giờ chúng tôi sẽ được đến với những câu hỏi mà bà con đã gửi về. Thưa quý vị, thưa bà con, thông qua Tổng đài 19006145, chúng tôi tiếp nhận câu hỏi đến từ khán giả có số điện thoại 0365, 3 số cuối là 252. Khán giả cho biết là có nuôi một đàn vịt khoảng 500 con được một tháng tuổi và vịt thì có dấu hiệu đi ngoài phân nước. Một số con thì có biểu hiện là ủ rũ, bỏ ăn, chảy nước mắt, đầu nóng, không còn sức để chạy kịp theo đàn. Xin được hỏi chuyên gia Vũ Ngọc Sơn nguyên nhân và cách điều trị trong trường hợp này ra sao ạ? Vâng, cái dấu hiệu trên cái đàn vịt một của gia đình không nêu tên ấy, chúng tôi nghi là khả năng là bị nhiễm trùng huyết do dây mơ. Vì cái vi khuẩn nó rất sẵn ở ngoài môi trường. Nếu mà các bạn nuôi vịt úm mà chúng ta cứ buông bỏ, rất là tự thả vịt ra phía ngoài môi trường là nó tiếp xúc với lượng nguồn nước bẩn ấy, thì rất dễ nhiễm bệnh. Cho nên là muốn ngăn chặn cái bệnh này thì cố gắng làm sao chúng ta nuôi trong cái khung lưới và trên đó chúng ta trải đuộng lót. Thì cái khu vực chọn nuôi là chúng ta phải phun sát trùng trước khi nuôi và sau đó là chúng ta sẽ trải cái đồn lót dày cỡ khoảng độ 8 phân kết hợp với lại giữa chấu với lại dăm bào hoặc là chấu với lại rơm. Và nếu có điều kiện thì chúng ta đưa thêm cái chế phẩm sinh học vào và thường xuyên thăm dọn để cho đồn lót nó không ẩm ướt thì sẽ ngăn chặn được cái bệnh rơi mơ này. Thế là ngăn chặn được bệnh Salmonella, thậm chí có thể ngăn chặn được cả cái Mico nữa. Thế còn nếu mà các bạn mà không quan tâm đến cái trường hợp này thì rất dễ nhiễm bệnh. Một cái phương án thứ hai nữa tức là chúng ta có thể đưa lên nuôi trên sàn lưới. Nuôi trên sàn lưới thì phân vịt nó sẽ lọt khe nó xuống phía dưới. Rồi cuối ngày chúng ta sẽ rội rửa cái phân nó, đưa cái phân nó đi ra ngoài. Thì nó chỉ còn có mỗi cái môi trường không có phân cộng với con vịt thôi thì nó sẽ khống chế được rất nhiều bệnh. Reimer không có, E. coli không có, Mico không có, thế rồi là Salmonella không có. Cái phương án nuôi trên sàn lưới là phương án tốt nhất và nó cũng tiết kiệm được cái diện tích đấy. Thì nếu mà gia đình chưa biết làm thì chúng ta nên thực hiện cái phương án như vậy thì các cái lứa sau thì nó không bị
Còn bây giờ thì nó đã bị cái này rồi thì anh phải kiểm tra lại cái môi trường nuôi, phải đưa quay trở lại cái môi trường nuôi nó an toàn để nó ngăn chặn, cắt đứt cái mối quan hệ giữa con vịt ấy với lại cái môi trường nó ô nhiễm, thì chúng ta sẽ chặn được, và đồng thời sẽ cho vịt uống thuốc sau đây. Trước hết là nhốt vịt lại, sau đó thì là sẽ pha nước. Trong nước ấy thì sẽ có 3 loại. Một là điện giải, hai là B-complex, ba là kháng sinh. Kháng sinh thì anh có thể chọn Enro, có thể chọn Antideho, hoặc có thể chọn Ampicoli. Đấy là loại nào cũng được. Và anh sẽ pha vào nước cho uống trong thời gian là 5 đến 7 ngày thì vịt nó sẽ khỏi. Cảm ơn, xin được cảm ơn những tư vấn kỹ lưỡng vừa rồi của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn. Và bây giờ sẽ là một câu hỏi dành cho chuyên gia Nguyễn Thị Nhung, một câu hỏi trong lĩnh vực trồng trọt đến từ khán giả Nguyễn Khắc Chí, số điện thoại là 0788 và 3 số cuối là 852 ở Bắc Ninh. Khán giả cho biết là hiện nay gia đình khán giả có trồng 20 cây mít, và trong đó thì có 3 cây quả cứ gần chín là bị thối, và cứ mỗi một tuần thì lại có một quả bị thối như vậy. Xin hỏi chuyên gia Nguyễn Thị Nhung là nguyên nhân và cách khắc phục trường hợp này ra sao ạ? Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Chắc chắn cây mít nhà khán giả đã bị mắc cái bệnh thối đen quả mít. Đấy, và bệnh này thì hiện nay cũng đang rất phổ biến ở nhiều vùng mít. Mà bà con không biết ngăn chặn sớm thì đến lúc mà nó chín rồi, nó thối đen cả quả thì chúng ta không thể sử dụng được nữa mà phải loại bỏ. Thế thì bây giờ những cây mít này nó đã bị thối những quả này thì chúng ta phải thu gom, chúng ta đưa ra khỏi vườn, chúng ta tiêu hủy, chúng ta ngăn chặn cái nguồn nấm nó phát tán ở trong đó. Đó là một cái loại nấm gây thối đen quả mít có tên là Lasio diplodia theo bromae. Đấy, thì chúng ta phải, đã là nấm thì đầu tiên là nó là những vết nhỏ chứ không phải là nó, chúng ta nhìn thấy nó thối đen ngay. Nó là cả một quá trình, khi quả còn xanh nấm nó đã xâm nhiễm vào cái quả rồi, khi quả xanh to đấy mà xanh già chuyển sang bắt đầu chín ấy, thì chúng ta phát hiện là những cái đốm nâu nhỏ thôi, nó chỉ 5 cm thôi, xong bắt đầu nó lan dần ra và nó chuyển thành màu đen, và đến khi gần thu hoạch thì coi như cái quả mít đó nó bị thối đen. Thế thì để phòng được cái bệnh này thì chúng ta phải chặn ngay từ cái lúc mà nó bắt đầu xuất hiện những cái vết đốm nâu ở trên quả còn xanh, chứ không phải là bây giờ chúng ta thấy chín chúng ta phun mà được. Vậy thì hầu như là nó đã đến thời kỳ mà nó chín, nó bị thối thì có phun thì cũng không thể trị được nữa, vì nó đã bị hỏng gần như hoàn toàn quả mít rồi. Thế cho nên là bà con nông dân chúng ta phải lưu ý là những cái cây hay bị như thế này thì cái lúc quả nó còn xanh mà nó to rồi, nó chuẩn bị chuyển sang màu xanh già và chuyển sang giai đoạn chín sinh lý đấy, thì chúng ta phải phun ngay các cái thuốc để trừ cái nấm mà gây bệnh thối đen quả mít. Ví dụ thuốc có hoạt chất azoxystrobin hay difenoconazole hay trifluoxystrobin hay imibenconazole. Những cái thuốc này người ta ghi là phòng ngừa bệnh đốm nâu, đốm đen, thì bác có thể phun. Và bác sử dụng loại nào thì sử dụng theo đúng hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất. Và chúng ta phải ngăn ngừa sớm như thế thì thứ nhất là cái vết bệnh nó không lây lan to ra được, cái thứ hai là nó sẽ bị chết cái vết bệnh đi, cái thứ ba là nó không phát tán nấm ở đây ra những quả khác nữa. Đấy, cho nên là bác cần phải lưu ý. Chứ đến lúc mà đã thối rồi, chúng ta có phòng trừ thì đã rất nhiều quả khác nó đã bị nấm từ cái quả này nó phát tán ra. Đấy, cho nên là chúng ta thường là bệnh là chúng ta phải trừ từ sớm. Đấy, cho nên bác phải theo dõi thường xuyên và áp dụng những cái thuốc có một trong các cái hoạt chất này để trừ cái bệnh đốm nâu, đốm đen do nấm gây hại trên quả mít. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn của chuyên gia. Thưa quý vị, thưa bà con, chúng tôi vừa tiếp nhận một câu hỏi đến từ khán giả Trần Thị Hồng Hạnh với số điện thoại là 0982 và 3 số cuối là 174 ở tại Kiên Giang. Khán giả cho biết là hiện nay thì đàn gà 20 con của gia đình khán giả bị đi ngoài phân nước, có một con thì đi ngoài phân cứng và có màu đen. Gà nuôi được 1 tháng tuổi và có biểu hiện là ủ rũ, cánh thì sệ xuống bỏ ăn, một số con thì đã bị chết rồi. Xin được hỏi cách điều trị như thế nào, thưa chuyên gia Vũ Ngọc Sơn ạ? Cái phân nước ở sau này các bạn muốn tả thì các bạn phải nêu cái màu phân thì nó sẽ dễ nhận biết hơn. Thế còn cái phân mà nó phân cứng mà màu đen nó giống như con sâu ấy, thế là phân tốt. Phân gà nếu ỉa ra phân mà
phân cứng nó lăn lông lốc như chúng ta cảm giác nó lăn ở trên bờ đấy, mà nó tròn như cái con ốc ấy và có một đầu trắng, còn toàn bộ là màu đen, thì đấy là phân tốt. Còn cái phân mà thể hiện là phân bệnh thì thứ nhất tức là nó đi tiêu chảy, phân không thành khuôn, phân tiêu chảy ra nước, nhưng trong cái nước ấy thì nó có một số những cái dạng như thế này. Nếu là phân sống thì đấy là do E. coli. Nếu là ở phân vàng, đấy là do Salmonella. Đấy, nếu là ở phân xanh, đấy là do E. coli ghép tụ trùng. Và nếu đấy là ở phân màu đỏ, đấy là do cầu trùng. Đấy. Nếu làm phân trắng thì có thể là do cái Mycoplasma, hoặc có thể do run, hoặc có thể do cái bệnh Marek. Đấy, phải rất là cụ thể như vậy thì chúng tôi mới chẩn đoán được. Còn đây lấy mà là đi phân nước thì nó rất là khó đoán định. Thế nhưng mà với một cái tuổi gà là một tháng này, thì nếu như các bạn mà nuôi mà chúng ta buông bỏ, đặc biệt là chúng ta nuôi nó không theo những cái đàn lớn mà nuôi nhỏ nhỏ chỉ có 20 con này thôi, thì cái công tác quản lý chăm sóc cũng như là chú ý là chúng ta rất chủ quan, gần như là bà con nuôi có tính chất là được thì được mà không được thì thôi. Thì tôi nghĩ tức là khả năng là nó bị E. coli hoặc là ghép giun đũa rồi. Thì bây giờ nên chăng chúng ta nên quy tụ cái đàn gà này lại vào trong cái chuồng nuôi, chúng ta đừng thả nó nữa. Các bạn muốn thả thì chỉ thả khi gà nó được khoảng cỡ 1 cân thì mình cũng thả. Còn trong giai đoạn dưới 1 cân hoặc là 5 lạng thì chúng ta nên nuôi nhốt bên trong chuồng, chúng ta cho ăn uống đầy đủ. Và trước hết là tẩy giun cho nó một đợt thì mua cái piperazine. Thế còn nếu như ở nhà quê bà con ở Kiên Giang có thì chúng ta có thể dùng 2 cái thảo dược. Một là chúng ta tẩy sán, là chúng ta dùng cái hạt cau. Đấy. Còn nếu như tẩy giun thì chúng ta dùng cái hạt bí đỏ. Ta giã nát ra chúng ta cho uống. Thì nhiều lần liên tục khoảng độ 3-4 lượt thì nó sẽ tẩy được. Còn nếu không thì mình dùng thuốc tây. Sau đó nếu mà con gà nó vẫn đi tiêu chảy thì mình sẽ quan sát cái màu phân. Nếu là màu phân vàng thì mình sẽ cho uống Enrofloxacin. Còn nếu là màu phân trắng thì mình sẽ cho uống Tilosin. Còn nếu như màu phân đỏ thì mình sẽ cho uống thuốc cầu trùng. Thế nó cụ thể như vậy thì nó có thể điều trị được. Chứ còn thuốc nào là bệnh đấy chứ không thể có nói là phân nước mà không có cái màu thì chúng tôi khó đoán định lắm. Thì đề nghị tức là chị Hạnh lưu ý và nếu như cần thiết thì muốn tư vấn thêm thì gọi điện về tổng đài. Tôi sẽ có cái chỉ dẫn cụ thể. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, thưa bà con, thông qua hệ thống tổng đài 1900 6145 thì chúng tôi cũng vừa tiếp nhận một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực trồng trọt đến từ khán giả Lương Văn Thưởng với số điện thoại là 0338, ba số cuối là 726 ở tại Lạng Sơn. Khán giả cho biết là vườn cà chua của gia đình khán giả có bị vàng lá, thân thì bị thâm đen và cây thì chỉ mới vừa ra quả thôi ạ. Xin hỏi chuyên gia Nguyễn Thị Nhung cách xử lý trong trường hợp này ra sao ạ? Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Cà chua mà lá bị vàng và thân bị thâm đen thì đấy là bệnh do nấm gây hại. Còn nếu mà lá nó bị xanh tái thì héo rũ đi mà thân lại thâm đen thì mới là do vi khuẩn. Thế cho nên là chắc chắn cây nhà khán giả đã bị nấm nó tấn công vào thân và nó gây hại. Nó hỏng hết các cái bó mạch của thân thì nó không hút được dinh dưỡng, nó làm cho lá nó bị vàng đi. Và nếu bị nặng là nó sẽ rụng đi. Thế và cây thì vừa mới ra quả thì chúng ta không phòng trừ kịp thời thì cũng rất là tiếc. Nếu mà cây nó bị nặng ấy thì cái thân nó sẽ khô đi, nó thâm đen, nó khô đi và cây dần dần là nó sẽ chết. Đấy, thì chúng ta mất hoàn toàn năng suất. Thế cho nên bây giờ chúng ta phòng trừ bằng cách nào? Chúng ta phải trừ cái nấm mà gây bệnh thâm đen này. Thế chúng ta vệ sinh vườn, làm cho vườn cây thông thoáng, cắt bỏ những cái cành, những cái nhánh vô hiệu đi cho cây nó thông thoáng, xong bắt đầu chúng ta phun một trong các cái thuốc có hoạt chất như là propiconazole hay difenoconazole hay trifloxystrobin hay metiram complex, phun một trong các cái thuốc này để chúng ta trừ cái nấm mà nó gây bệnh thâm đen. Những cái cây mà nó bị bệnh nặng, nó không có khả năng hồi phục ấy, lá nó vàng hết rồi mà nó sắp rụng hết ấy, thì chúng ta nên tiêu hủy những cái cây này, bởi vì chúng ta có để ở đây thì nó cũng không sống được nữa và nó là nguồn nấm phát tán ở đây ra, nó gây hại thì rất là nguy hiểm. Đấy, nếu mà gặp điều kiện ẩm độ, trời mát là nấm nó sẽ phát triển rất nhanh, nhất là về mùa này.
mà có sương đêm nữa. Đấy, thời tiết mát sương đêm thì cái nấm nó sẽ bám vào những cái thân mà chưa bị bệnh, nó sẽ nảy mầm và nó lại gây hại tiếp. Cho nên là bác phải phòng trừ ngay thì mới cứu được vườn cà chua. Nếu mà không, nếu mà bị bệnh nặng rồi thì cũng rất là khó. Thì bác có thể sử dụng 2 lần luân phiên các loại thuốc này, và mỗi lần sử dụng là cách nhau khoảng 1 tuần, sử dụng theo đúng hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất. Chúc bác xử lý thành công. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thị Nhung ạ. Thưa quý vị, thưa bà con, xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Hướng tới kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì vừa qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ khai giảng chào đón tân sinh viên khóa 68. Nhân dịp này thì có tới hơn 30 tỷ đồng tiền học bổng đã được trao cho những sinh viên xuất sắc, những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để ươm mầm giấc mơ cho các em phát triển kinh tế nông nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình. Tại buổi lễ khai giảng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã trao tặng 3 suất học bổng du học nước ngoài năm 2023, cấp 19 suất học bổng sinh viên tài năng, cấp học bổng hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở một số vùng nông nghiệp trọng điểm tại Việt Nam cho 10 tân sinh viên khóa 68 và khen thưởng 13 sinh viên tiêu biểu đại diện cho 13 khoa trong học viện năm 2022-2023. Đây là nguồn động viên rất lớn cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến từ các tỉnh vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp sức cho các em trở thành nông dân hiện đại, chuyên nghiệp trong tương lai. Sau khi học xong 4 năm đại học ở Đại Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, em sẽ trở về địa phương để củng cố phát triển kinh tế ở địa phương để trở nên vững mạnh hơn và giúp cho đất nước càng phát triển ạ. Em cảm thấy là mình đạt được học bổng thì sẽ chia sẻ giúp phần nào cho bố mẹ bớt khó khăn. Đa phần Bắc Cạn là đất trồng cây nên là em muốn về Bắc Cạn để phát triển nông nghiệp. Tại buổi lễ khai giảng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã được Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội trao chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2023-2028 với trên 94% chỉ tiêu giáo dục đạt chuẩn. Điều này cũng mở ra cơ hội cho các em sinh viên được ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến nhất với đội ngũ giảng viên có chất lượng cao trong công tác đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp cho đất nước. Đơn vị anh hùng mà trong thời gian 5 năm vừa qua, chúng tôi qua kết quả đánh giá của đoàn chuyên gia nước ngoài là những chuyên gia, những giáo viên hàng đầu của Việt Nam ấy, giáo sư thì đánh giá chúng ta đã đạt được kết quả thực sự là đáng rất là thuyết phục. Không những là trong đào tạo mà trong nghiên cứu học, trong chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng và đặc biệt là đóng góp rất lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta. Học viện đã nhanh chóng xác định và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để trở thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Bên cạnh những ngành truyền thống, các thầy giáo, cô giáo của học viện đã tích cực nghiên cứu, công bố những công trình nghiên cứu mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Do vậy, chúng ta đã đào tạo nhiều ngành có thế mạnh và thị trường lao động đang có nhu cầu cao như các ngành khối kinh tế xã hội, khối kỹ thuật, công nghệ, khoa học sự sống. Hiện nay, học viện ký kết hơn 140 biên bản ghi nhớ, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế ở khắp các châu lục. Việc làm này cũng mở ra trên 800 cơ hội giao lưu quốc tế, thực tập nghề nghiệp, làm việc cho sinh viên nông nghiệp. Xin tiếp tục chương trình ngày hôm nay với một câu hỏi đến từ khán giả có số điện thoại là 0948, 3 số cuối là 909. Chị Đào Thị Bích ở Bình Dương có hỏi là tôi có nuôi chó poodle được 2 năm tuổi. Mấy ngày gần đây thì mắt bị đổ ghèn, nước tiểu có mùi khai. Xin hỏi nguyên nhân và cách chữa trị ra sao? Xin được mời chuyên gia Vũ Ngọc Sơn sẽ tư vấn cho khán giả. Cái mùi amoniac của nước tiểu chó thì quá bình thường. Con chó thì nó đái mùi khai lắm. Cái này không phải là bệnh. Trường hợp là nó màu đỏ hoặc là màu vàng thì mình mới quan tâm. Còn cái mùi khai là chuyện bình thường của nước tiểu. Chỉ quan tâm nhất là nó bị đau mắt. Thì bây giờ muốn ngăn chặn cái đau mắt này thì cái môi trường nuôi cho chó poodle là các bạn phải giữ vệ sinh sạch sẽ, vì đây là chó giống chó nhập ngoại. Nó ở rất là sạch. Cho nên cái chỗ khu vực nuôi là mình phải tránh gió lùa, tránh gió thổi trực tiếp vào. Vì khi gió thổi trực tiếp vào thì nó cuốn theo bụi, cuốn theo các cái vi khuẩn. Đấy. Và nếu như cái chỗ đó và cái chỗ nó lại không được sạch sẽ nữa thì
chính đó là cái môi trường để làm cho con chó nó bị bệnh. Cho nên là cái chỗ nuôi chó là phải khuất gió, khô ráo. Đấy. Và thứ hai nữa tức là phải vệ sinh sạch sẽ, vì môi trường nó ở của cái nhóm này nó cũng rất là cẩn thận. Chứ chúng ta không thể gì coi nó như là chó nhà được. Thế còn bây giờ điều trị thì chúng ta sẽ dùng các phương án sau đây. Bạn có thể lấy nước đun sôi để nguội hoặc là nước cất. Chúng ta pha muối ăn của mình ấy, 2%. Hoặc là có thể là mua cái acid boric ở ngoài cửa hàng thuốc thú y họ bán ấy, với cái liều lượng là 2%. Về mình rửa vào mắt cho nó. Thì cách rửa là chúng ta sẽ lấy cái bông sạch, chúng ta thấm vào, chúng ta rửa chùi đi. Bao giờ nó hết gèn thì thôi. Đấy là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai là chúng ta sẽ mua cái thuốc tra mắt. Thì thuốc tra mắt ở đây có thể là mù dùng luôn thuốc tra mắt của người cũng được. Còn nếu như không ấy, thì chúng ta sẽ lấy 200 đơn vị, 200.000 đơn vị penicillin. Chúng ta pha với lại khoảng 15ml nước cất. Xong hàng ngày chúng ta nhỏ vào mắt cho nó. Đấy là việc thứ hai. Và việc thứ ba là chúng ta sẽ tiêm vitamin C để tăng sức đề kháng. Và cần thiết thì mình có thể tiêm kháng sinh. Thì tiêm kháng sinh ở đây có thể là tiêm beni, hoặc có thể là tiêm cái oxytetracycline. Đấy. Nhưng mà chủ yếu vẫn là cái điều trị mắt trực tiếp bằng cách tức là rửa mắt hàng ngày cho nó hết ghèn đi. Đấy, cho nó lộ cái phần mảnh ra giống như chúng ta đau mắt ấy mà. Thì bao giờ chúng ta cũng phải lấy khăn chúng ta rửa hết cái ghèn cái rử ra, vì cái ghèn cái rử đó là những cái bụi hoặc là những cái cặn bẩn hoặc là những cái cặn vi khuẩn nó đùn từ trong mắt ra dưới cái tác động của nước mắt, thì chúng ta làm sạch mắt, sau đó chúng ta mới rửa mới đưa cái thuốc kháng sinh vào. Các bạn phải cố gắng làm được nhiều lần trong ngày, ít nhất là phải 2-3 lần, rồi là kết hợp với lại cái chỗ di chuyển vị trí nuôi nó không có những cái tác động của môi trường bên ngoài gây nên cái bệnh nó tăng nặng như tôi vừa tư vấn ấy, thì nó sẽ khỏi. Và cố gắng cho con chó nó ăn dinh dưỡng tốt để nó ăn khỏe thì nó mới có sức đề kháng khỏe và nó mới chịu đựng được cái bệnh. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, hy vọng rằng với sự tư vấn kỹ lưỡng của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn vừa rồi thì khán giả Đào Thị Bích sẽ sớm xử lý được cái tình trạng bệnh trên đàn chó của gia đình mình. Và bây giờ sẽ là một câu hỏi khác dành cho chuyên gia Nguyễn Thị Nhung, một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực trồng trọt. Khán giả có tên là Doanh, số điện thoại là 03423, số cuối là 527 ở tại Hải Phòng. Khó hỏi là muốn ngâm đậu tương mật mía để tưới cây với bình 200ml thì với bình 200 lít thì tôi nên ngâm với tỷ lệ đậu tương, mật mía và nước như thế nào để cho hiệu quả tốt nhất, thưa chuyên gia Nhung ạ? Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Như chúng ta đã biết là bà con nông dân vẫn tận dụng đậu tương đấy, để ngâm, để tưới cây. Nó rất tốt bởi vì nó cái tỷ lệ đạm trong đậu tương rất cao, có tỷ lệ NPK là 721. Đấy, cho nên đạm là cao nhất. Khi mà chúng ta đã dùng cái nước đậu tương này để chúng ta tưới cây thì chúng ta không nên dùng đạm đơn nữa, chứ không thì lại bội thực về đạm. Đấy, chúng ta thay cái đạm này cho cái đạm vô cơ. Và bác pha với tỷ lệ như sau thì sẽ được một cái dung dịch để tưới cây tốt nhất. Đó là bác pha theo tỷ lệ là 100kg đậu tương thì chúng ta ngâm trong 120 lít EM2. Thì chúng ta pha cái EM2 như sau: 1 lít EM1 cộng với 1kg mật mía cộng với 18 lít nước thì chúng ta được 20 lít nước là EM2 để chúng ta hỗn hợp vào cái dung dịch trên. Bởi vì cái EM này ấy, nó là cái tập đoàn vi sinh vật có ích để nó phân giải đậu tương thành chất đạm lân kali và một số những chất khác dễ tiêu để cho cây hấp thụ được. Nó là họ bán ở trên thị trường rất là nhiều. Cái EM gốc là EM1 ấy, khoảng từ 80 đến 100 nghìn đồng một lít bán ở trong các cửa hàng vật tư nông nghiệp. Đấy, rất sẵn có. Thì chúng ta muốn ngâm 100kg đậu tương thì chúng ta cần 6kg mật mía và 6 cái lít EM1. Đấy, chúng ta mua ở ngoài thị trường thì chúng ta cứ pha theo cái tỷ lệ kia thì nó sẽ đủ cái lượng là chúng ta ngâm cái đậu tương này. Và chúng ta ngâm thì chúng ta phải ngâm vào vại sành sứ hoặc là thùng nhựa to và chúng ta đậy kín, bởi vì trong quá trình phân hủy là nó cũng có cái mùi nó bốc ra thì nó khó ngửi. Đấy, thì chúng ta phải ngâm trong 3-4 tháng nó thành một cái dung dịch mà không còn mùi gì nữa, hết mùi hôi rồi. Thì chúng ta đem tưới cho cây.
Thế thì đây bác không nói rõ là tưới cây nào, nhưng mà các cây thì chúng ta pha với tỷ lệ khác nhau. Ví dụ như nhóm cây rau ăn lá thì là pha loãng nhất, thế xong nhóm cây rau ăn quả thì đặc hơn một chút. Thế rồi nhóm cây ăn quả, những cây lâu năm thì chúng ta lại đặc hơn. Chúng ta pha với tỷ lệ là từ 1 cái lít nguyên chất này chúng ta có thể pha với 100 hoặc là từ 100 đến 150, 200 lít nước để chúng ta tưới cho cây. Bởi vì chúng ta tưới mà đặc quá là nó sẽ thừa đạm. Đấy, cho nên là chúng ta không nên lạm dụng. Mà chúng ta cứ mỗi một lần chúng ta tưới cho cây như thế này, chúng ta thay cho bón đạm, chúng ta không phải bón đạm đơn nữa. Đấy, chứ chúng ta bón nữa thì cây nó xanh tốt quá thì nó sẽ lại sinh ra rất nhiều bệnh tật, rồi cây phát triển không cân đối. Mà nhất là những cây ra hoa, đậu quả thì nó lại ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, đậu quả. Đấy, cho nên là bác cũng phải tham khảo đấy, tùy từng loại cây. Nhưng bác cứ lưu ý là những cây rau ăn lá, chúng ta mà tưới đặc quá thì nó bốc nhanh lên lá, là nó sẽ thừa đạm được cây, nó nảy sinh nhiều vấn đề, cho nên sẽ phải pha loãng hơn. Còn đối với cây ăn quả thì chúng ta pha đặc hơn. Đấy, với tỷ lệ từ 1 lít nguyên chất có thể pha loãng ra 100 hoặc 150, 120 tùy từng loại cây. Chúc bác xử lý thành công. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thị Nhung với những tư vấn hết sức hữu ích vừa rồi. Và bây giờ chúng tôi sẽ được chuyển đến chuyên gia Vũ Ngọc Sơn một câu hỏi với yêu cầu được trả lời gấp của khán giả có tên là Dục. Số điện thoại là 0355, ba số cuối là 033 ở Thái Bình. Khán giả hỏi là lợn mẹ ba tạ đã đẻ được hai lứa, bị gãy răng nanh, chảy máu 3 đến 4 ngày ở miệng. Đã tiêm thuốc cầm máu toàn thân, tuy nhiên là chỉ có thể cầm được một thời gian, sau đó thì lại tiếp tục bị chảy máu sang đến mũi. Xin được hỏi chuyên gia Vũ Ngọc Sơn là cách xử lý trường hợp này ra sao ạ? Tức là nó chảy máu ở răng nanh, tức là khi răng nanh bị gãy thì đương nhiên nó sẽ chảy máu. Thế và chúng ta tiêm thuốc cầm máu rồi thì nó đã dừng lại rồi, sau đó vẫn tiếp tục chảy. Và bây giờ nó không chảy ra miệng, nó chảy ra mũi. Có nghĩa là nó vẫn chảy, nó chưa dừng được. Đấy, thì chúng tôi cho là cái việc các bạn dùng thuốc là có thể có tác dụng, nhưng mà nhiều khi mình phải dùng đúng liều. Đấy, vì khi chúng ta tiêm vitamin C và vitamin K là cái thuốc chỉ định để cầm máu ấy, là mình phải tiêm cho nó đúng liều. Đấy, xem xác định con lợn của bạn ba tạ thì tiêm bao nhiêu liều là vừa. Thế vì muốn xem được liều chính xác thì mình phải xem được cái đơn người ta ghi, bạn mua thuốc ở đâu thì phải đọc được cái đơn thuốc của cái cơ quan nó sản xuất ấy, mình phải đọc rõ trên đơn như vậy, sau đó mình tiêm. Chứ tôi không thể cho bạn một cái đơn thuốc từ Hà Nội về được, vì bạn có mua được cái thuốc của Hà Nội được đâu. Thì bạn phải ra cửa hàng ở Thái Bình, bạn xem cái thuốc chống cầm máu đấy, đấy của công ty nào nó bán, thì thành phần của nó chủ yếu là C và K thôi mà. Thì bạn sẽ đọc cái đơn đấy và bạn sẽ nhờ thú y người ta chia cái liều ấy cho con lợn ba tạ ấy, tiêm xem là bao nhiêu liều trình. Thường thường là phải tiêm 2-3 ngày liên tiếp đấy, thì nó mới khỏi được. Thế và giai đoạn thứ, và cái công việc thứ hai nữa, tức là nó đã gãy răng rồi thì bây giờ mình sẽ không cho ăn cắm rắn nữa, mình sẽ cho húp nước. Bởi vì cái việc húp nước thì sẽ không tác động vào cái răng, thì nó không chảy máu. Thì cố gắng là bây giờ không cần cho ăn nhiều, pha nước, pha cám loãng rồi sao cho nó húp. Thì cách chỉ định như vậy thôi. Thì thử làm xem, nếu mà không có thì chúng tôi lại nghiên cứu cái phương án khác cho bạn. Thì xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia Vũ Ngọc Sơn ạ. Thưa quý vị, thưa bà con, ngày hôm nay từ Yên Bái thì khán giả Mai Văn Duyên, số điện thoại là 0394, ba số cuối là 201 có hỏi là cây chanh quả bị sần, rám, trắng vỏ, cây vẫn phát triển và ra quả bình thường. Xin hỏi chuyên gia Nguyễn Thị Nhung, cây bị bệnh gì và cách chữa ra sao ạ? Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Cái hiện tượng mà quả bị sần ấy, thường là do nấm nó gây hại, và chúng ta thấy cái vỏ nó sần sùi thì chúng ta hay gọi là bệnh ghẻ quả do nấm sẹo nó gây ra. Thế còn cái hiện tượng mà rám vỏ quả rồi trắng vỏ quả rất dễ là do nhện nó gây hại. Thì trên cây chanh của chúng ta thường có các loại nhện như là nhện đỏ thì nó rất là to, chúng ta có thể nhìn thấy nó to hơn những con nhện kia. Còn nhện trắng, nhện rám vàng hay gây hại quả thì chúng ta chỉ nhìn thấy cái triệu chứng thôi, chứ mắt thường cũng rất khó để nhìn những con này, mà chúng ta phải dùng những cái kính lúp cầm tay, nó có độ phóng đại từ 12 đến 15 lần ấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy con nhện trắng, nhện rám vàng. Nó gây hại trên quả, nó gây rám và nó làm cho vỏ nó bợt dần đi. Đấy, thì chúng ta xem là cái
cái tỷ lệ bệnh mà nó bị nặng cao hơn thì chúng ta phun cái thuốc trừ bệnh trước. Thế sau đó thì chúng ta có thể là phun các cái thuốc trừ nhện nữa để cho đảm bảo là cây quả nó không bị như thế này. Bởi vì bác mô tả là cây nó vẫn phát triển và ra quả bình thường thì đúng là nó vẫn ra quả bình thường. Nhưng đến khi mà ra quả thì nó lại bị nấm và bị nhện nó gây hại thì nó mới dẫn đến cái hiện tượng này. Đấy. Thì nếu mà bị bệnh nặng hơn thì chúng ta có thể phun thuốc trừ bệnh trước. Thì trong cái lúc mà đa giai đoạn đang có quả này thì chúng ta có thể phun các cái thuốc có hoạt chất như là cucuminoid cộng gingerol hay là tổ hợp dầu thực vật trừ bệnh được chiết xuất từ dầu màng tang, dầu xả, dầu chanh, dầu hương nhu, vân vân. Hoặc là phun cái thuốc ketosan. Đấy, thì nếu mà sắp đến thời gian ra quả thì chúng ta phun những thuốc này thì nó ít độc hại hơn. Nó là những thuốc sinh học và thuốc thảo mộc. Thế còn nếu mà nhện rám nó gây hại nhiều thì chúng ta cũng phải phun trừ nhện. Chúng ta phun các loại thuốc trừ nhện như là thuốc có hoạt chất diafenthiuron hay là matrin. Thì nó sẽ giảm được những cái triệu chứng mà gây quả bị sần và rám và trắng vỏ. Chúc bác xử lý thành công. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Nguyễn Thị Nhung. Và bây giờ sẽ là một câu hỏi khác dành cho chuyên gia Vũ Ngọc Sơn. Thưa quý vị, thưa bà con, khán giả Nguyễn Thị Hà với số điện thoại là 0988, 3 số cuối là 398 ở tại Quốc Oai, thành phố Hà Nội gọi điện đến chương trình và cho biết là hiện nay 100 con ngỗng nhiều lứa tuổi, cả ngỗng con mới đẻ lẫn ngỗng 4 tháng tuổi của gia đình khán giả hiện đang cho thức ăn là một phần đậm đặc cộng với 2 phần cám viên, 2 phần ngô, 5 phần cám gạo, hoa chuối và cây xuyến chi. Khán giả băn khoăn không biết là cái tỷ lệ pha trộn như vậy thì có phù hợp cho ngỗng phát triển tốt hay không, thưa chuyên gia Vũ Ngọc Sơn ạ. Thực sự ra thì cái con ngỗng của nó đấy, nó cũng bản thân của con ngỗng là một cái con vật nó có thể tiêu hóa được hoàn toàn thức ăn bằng cỏ xanh cộng với vài viên sỏi thì nó vẫn ra được thịt. Thế nhưng mà đấy là chúng ta nuôi theo cái kiểu chăn thả tự nhiên. Còn nếu chúng ta muốn cho con ngỗng nó đạt được cái năng suất cao, thế rồi là đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về chất lượng thịt cũng như là khả năng sinh sản thì chúng ta phải cho ăn thêm các cái thức ăn tinh hỗn hợp. Thế thì với một cái tỷ lệ như là bạn vừa nêu thì tôi tính ra là thức ăn đậm đặc nó chỉ chiếm có 10% thôi. Còn lại là 90% là cái thức ăn là gồm có bột ngô, gồm có cám gạo, thế rồi là gồm có cám viên. Thì cái tỷ lệ này thì hơi thấp. Nên chăng là bạn có thể áp dụng theo cái công thức như của tôi đưa lên bảng sau đây thì chúng ta sẽ khả dĩ hơn. Và trong quá trình nuôi ấy, thì dù cho nhiều lứa tuổi, nhưng mình mỗi một lứa tuổi là mình sẽ nuôi riêng theo từng chế độ. Chứ mình không cho ăn chung. Vì mỗi một lứa tuổi như vậy thì cái nhu cầu phát triển cũng như là cái nhu cầu về mặt dinh dưỡng nó khác nhau. Nên nếu mình cho ăn lẫn lộn thì có nghĩa rằng là cái con bé phải ăn một cái khẩu phần kém mà con lớn thì ăn một cái khẩu phần tốt thì nó sẽ không được lợi về mặt kinh tế và nó sẽ không đáp ứng được cái khả năng sinh trưởng phát triển của nó và lại thậm chí lại còn lãng phí. Thế thì đối với ngỗng nhỏ đấy thì các bạn nên sử dụng cám viên 100%. Thế và kết hợp với cho ăn rau. Đấy, kết hợp cho ăn rau. Đấy. Thế sau đó thì hết cái giai đoạn ngỗng nhỏ rồi thì ra giai đoạn ngỗng trai. Ngỗng trai là người ta tính qua như từ 60 ngày trở lên hoặc là từ 60 ngày trở lên thì gọi là ngỗng trai. Hoặc là có thể là sớm hơn là 45 ngày gọi là ngỗng trai. Thì mình sẽ sử dụng khoảng 20% đậm đặc cộng với 75% là ngô và cám gạo như bạn đang sử dụng. Giai đoạn ngỗng lớn này là giai đoạn từ 4 tháng tuổi trở lên là mình gọi là ngỗng lớn. Thì mình sẽ dùng 15% đậm đặc cộng với 85% ngô. Thì đây gọi tất cả những cái mà tôi đề cập ở đây là 20 cộng với 75. Đây là 25. Đây xin lỗi. Đây, chỗ này phải là 80. Tức là cái giai đoạn ngỗng giò đây là tôi nói là 20 cộng với 80 hoặc là ngỗng lớn là 15 cộng với 80. Thì qua nghĩa là mình sẽ trộn thành thức ăn hỗn hợp. Nhưng mình không cho con ngỗng ăn cái thức ăn hỗn hợp này là 100%. Mà mình sẽ sử dụng hỗn hợp đấy, là 60-65% và mình sẽ cho ăn thêm quả xanh trộn vào là gồm có quả voi hoặc là hoa chuối như bạn nói đấy. Thì bạn trộn thêm vào từ 35-45%. Ví dụ thế này,
Ví dụ này, khi ngỗng nhỏ mình ăn phần 100% cám viên rồi, tức là cái cám mình mua công ty về mình không phải trộn gì cả, mình có cho ăn cám viên cộng với rau ăn theo nhu cầu của nó. Nhưng mà khi đến giai đoạn ngỗng giò thì sau khi bạn trộn thức ăn hỗn hợp là 20% đậm đặc cộng với 85% là ngô cám gạo, thì mình sẽ chỉ lấy 65% của cái hỗn hợp này thôi. Còn lại là mình sẽ cho ăn thêm khoảng 35% là cỏ xanh băm nhuyễn mình trộn vào. Nhưng mà đến ngấm lớn thì mình sẽ lấy cái công thức là 15% đậm đặc cộng với 85% ngô này. Đấy, mình sau khi mình trộn xong rồi thì mình lấy cái lượng của nó là từ 60 hoặc 65%. Còn lại là mình bổ sung thêm cái thức ăn thô xanh này vào. Thì làm như vậy nó mới đúng. Đấy, thì bạn cứ áp dụng cái công thức này của tôi đi. Và tôi tin là nó sẽ có hiệu quả kinh tế và sẽ giúp con ngỗng nó phát triển tốt và nó sẽ đẻ tốt. Vì đối với ngỗng thì người ta không sử dụng cái cám tinh là 100% bởi vì bản thân con ngỗng nó có cái manh tràng rất là phát triển, nó có thể nó tiêu hóa được chất xơ. Vì vậy cho nên là do cái đặc tính của ngỗng cho nên là lợi dụng cái tiêu hóa chất xơ ở manh tràng cho nên người ta mới bổ sung cái lượng cỏ xanh hoặc là hoa chuối hoặc là cây xuyến chi cho bạn có, người ta cho vào đây khoảng 35-40%. Còn lại là thức ăn hỗn hợp thì cho có 60% thôi. Nó khác với con gà, khác với con vịt nó ở cái chỗ đấy. Dạ vâng ạ, những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn thì không chỉ hữu ích đối với khán giả Nguyễn Thị Hà mà còn hữu ích với rất nhiều bà con chăn nuôi ngỗng hiện nay. Hy vọng rằng là bà con có thể áp dụng thành công trong quá trình chăn nuôi của gia đình mình. Và xin được cảm ơn chuyên gia Vũ Ngọc Sơn với những tư vấn vừa rồi. Thưa quý vị, thưa bà con đang theo dõi chương trình Tổng đài Nông nghiệp được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC16 với sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. Còn bây giờ, xin được mời bà con tạm nghỉ trong giây lát trước khi đến với những phần tư vấn tiếp theo. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Nông nghiệp 24 giờ được phát sóng trên là chúng ta có xuất khẩu được hay không? Cái thị trường lúa gạo năm nay thì có thể nói rằng là bằng góc nhìn sắc sảo, thị trường lúa gạo Việt Nam chúng ta lại ra mà trên gà với trứng là nó rẻ. Cùng sự tương tác đa chiều. Và trước tình trạng này thì những người chăn nuôi gà đã phải rút khẩu phần ăn của gà đi để cho giảm lỗ. Bản tin nông nghiệp 24 giờ, điểm hẹn của bà con nông dân. Phát sóng trực tiếp 18 giờ hàng ngày trên kênh VTC16. Chào mừng quý vị và bà con đã quay trở lại chương trình Tổng đài Nông nghiệp được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC16. Thưa bà con, ngay bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển đến chuyên gia Nguyễn Thị Nhung một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực trồng trọt của khán giả Đinh Thị He với số điện thoại 0378, 3 số cuối là 682 ở tại Thái Bình. Khán giả có hỏi là cây dưa chuột bị vàng lá phấn trắng, rất mong được chuyên gia tư vấn cách chữa trị trong trường hợp này ạ. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Cái cây dưa chuột ấy bị bệnh phấn trắng rồi nó dẫn đến lá nó bị vàng ấy, là một bệnh phổ biến trên cây dưa chuột. Thế cho nên chúng ta cũng phải để ý và phòng trừ kịp thời. Nếu như phấn trắng nó phát triển mạnh, đấy, nó lan hết cả ra những lá bánh tẻ, lá non rồi búp, thì cây nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc ra hoa và đậu quả. Và nếu mà chúng ta để nặng thì nó cũng không thu hoạch được quả. Đấy, cho nên là chúng ta cũng phải ngăn chặn ngay. Thì cái bệnh phấn trắng do một loài nấm Erysiphe nó gây hại. Đấy, thì chúng ta phải phòng trừ ngay từ đầu. Khi bắt đầu thấy xuất hiện trên lá có những cái lớp phấn vẫn còn màu trắng mà lá thì vẫn còn nguyên đấy, thì chúng ta đã phải phòng trừ ngay rồi. Chứ nếu mà để nó nặng, nó dẫn đến là nó lấy mất dinh dưỡng, nó vàng hết lá ra rồi, chúng ta khắc phục lúc ấy thì hầu như những cái lá là bị hỏng. Thế cho nên bây giờ những cái lá nào bị bệnh nặng thì chúng ta nên cắt bỏ, chúng ta đưa ra khỏi vườn, chúng ta tiêu hủy, tạo cho vườn cây dưa chuột nó thông thoáng. Sau đó thì chúng ta phun một trong các thuốc đặc trị cái bệnh phấn trắng, ví dụ thuốc có hoạt chất iminoctadin
hay hexaconazole hay là difenoconazole hay propiconazole. Đây là cái nhóm thuốc trị bệnh phấn trắng rất là hiệu quả. Nếu bị cây bị bệnh nhiều, bệnh nặng rồi thì chúng ta có thể phun 2 lần cách nhau khoảng 1 tuần và luân phiên các loại thuốc này và sử dụng nồng độ và liều lượng theo đúng hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất thì chắc chắn sẽ có hiệu quả với cái bệnh này, thì chúng ta sẽ loại trừ được bệnh, nhất là ở trong giai đoạn mà chưa hình thành quả hay chưa có quả thì cây nó sẽ có thể ra quả như bình thường. Chúc bác xử lý thành công. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thị Nhung. Thưa quý vị, thưa bà con, thông qua hệ thống tổng đài 19006145 thì chúng tôi vừa tiếp nhận một câu hỏi đến từ khán giả Trần Bá Bình, số điện thoại là 0337 và 3 số cuối là 788 ở tại Vĩnh Phúc. Khán giả có hỏi là bò mẹ sinh con đã được gần 2 tháng rồi, nhưng đến giờ thì âm đạo vẫn ra chất màu trắng đục loãng thì cần phải dùng thuốc gì, thưa chuyên gia Vũ Ngọc Sơn ạ? Đây là trường hợp mà gọi là viêm âm đạo. Viêm âm đạo này thì nó có thể nó có cái ảnh hưởng của cái vấn đề sau sinh. Cho nên là bây giờ muốn xử lý thì trước hết là cái chỗ khu vực nuôi bò mẹ là chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là cái nền chuồng. Vì nếu như nền chuồng mà chúng ta không vệ sinh sạch sẽ thì khi bò mẹ mà nằm mông chịn xuống dưới nền đất ấy, thì đây cũng sẽ là cái cơ hội, là cái cửa mình mà vi khuẩn nó xâm nhập vào. Đấy là trường hợp thứ nhất. Cho nên cố gắng là cái khu vực nuôi của mình là phải rất rất sạch sẽ, vì cái con bò sau khi sau sinh xong ấy, là cái âm đạo của nó sưng phồng lên và cơ thể nó còn rất là yếu, và đây cũng là cái cơ hội để cho cái nhiễm khuẩn đường sinh dục bên ngoài. Đấy là cái lưu ý chính, ngoài ra muốn biện pháp tốt hơn là sau khi còn bà mẹ sinh xong ấy, là người ta còn có cái biện pháp là người ta còn thụt rửa tử cung, thụt rửa âm đạo cơ, để làm hết sạch tất cả các cái cặn bẩn còn có ở trong âm đạo, có thể như là sót nhau, ví dụ như là sát nhau, nhưng mà không biết là gia đình có làm hay không. Còn nếu như không làm thì cái hiện tượng tồn dư nó vẫn còn, thì có khả năng nó cũng gây hiện tượng coi như là viêm âm đạo. Chưa nói đến viêm tử cung, viêm tử cung là cái chuyện dễ nhìn thấy, nhưng còn viêm âm đạo thì cũng có thể là cái của sau cái vấn đề đấy. Bây giờ cái cách xử lý thì theo tôi là anh phải làm theo phương án thế này thì mới có thể được. Nó không ảnh hưởng gì đến cái việc sinh sữa cũng như là nuôi con của mẹ đâu, nhưng mà nó là rất tốt, nó bảo vệ cho cái âm đạo để sau này âm đạo nó được hồi phục, nó được lành tính trở lại, để mỗi lần phối lứa lần sau là nó không tốt. Còn nếu như bạn không tiếp tục mình làm thì nó còn ăn sâu ở bên trong tử cung mà nó gây đến viêm tử cung thì còn nguy hiểm hơn. Thì tốt nhất là bạn sẽ lấy khoảng 5 cho đến 10 lít nước đun sôi để nguội. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ lấy thuốc tím là từ 50 gram cho đến 100 gram. 100 gram là dùng cho 10 lít nước và 50 gram là dùng cho 5 lít nước để pha vào để nó đạt cái tỷ lệ là 0,1%. Sau đó chúng ta lấy cái nước này chúng ta bơm qua cái dẫn tinh quản cắm sâu ở bên trong âm đạo, chúng ta thụt rửa. Thì khi chúng ta cắm cái dẫn tinh quản vào bên trong coi như là cái âm đạo như vậy thì chúng ta sẽ lấy cái xi lanh 20 đấy, xi lanh nhựa 20, chúng ta hút cái nước mà có cái thuốc tím này thì chúng ta bơm vào, thì khi chúng ta bơm vào thì nước nó sẽ đẩy ra, thì và chúng ta cứ bơm vào, chúng ta đẩy ra, bơm nhiều lần như vậy thì giống như một động tác chúng ta rửa cái âm đạo để cho ra hết coi như là các cái chất cặn bã. Như bạn vừa nói là nó có cái màu trắng đục này, chất nhầy nhớt này, nó ở trong âm đạo nó chảy ra. Thì sau khi nó chảy ra xong hết rồi, thì có nghĩa là âm đạo nó không còn có những cái chất viêm ở trong ấy nữa. Đấy, thì bước tiếp theo là bạn sẽ tiêm cho chúng tôi vitamin C. Đấy. Sau đó tiêm cho toàn thân con bò ấy, cái mũi teramycin, có thể là tiêm 2 lần liên tiếp, mỗi mũi nọ cách mũi kia khoảng 2 ngày. Đấy, thì mới bảo đảm được. Thế và vẫn cho con bò mẹ ăn bình thường. Nhưng cái điều quan trọng nhất là cái khu vực mà con bò mẹ nó nằm ấy, như tôi nói, cái dưới nền ấy, là mình phải luôn luôn giữ khô, giữ sạch và vệ sinh, không được phân phiếc nó rơi ra. Thì đấy là cái công việc toàn vẹn để giữ cho con bò mẹ nó an lành đối với cái bộ phận sinh dục của nó.
Xin được cảm ơn chuyên gia Vũ Ngọc Sơn với những tư vấn vừa rồi, và bây giờ xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thưa bà con, xung đột giữa Israel và lực lượng Hồi giáo Hamas không chỉ gây thiệt hại về người và của mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tại Israel, hoạt động thu hoạch tại nhiều vùng canh tác lớn bị đình trệ do thiếu hụt lực lượng lao động đã khiến cho nông sản bị hư hại và xảy ra tình trạng lãng phí. Để giải quyết thực trạng này, thì hàng nghìn tình nguyện viên đến từ các tổ chức dân sự trên khắp Israel đã được huy động để tham gia vào phong trào giải cứu nông sản. Xin được tiếp tục chương trình với một câu hỏi đến từ khán giả có tên là Tuyết, số điện thoại là 0327, 3 số cuối là 024 ở tại Thái Nguyên. Khán giả hỏi là nhà tôi có trồng 100 cây ổi được 8 tháng nhưng có dấu hiệu vàng lá rồi chết, gốc cây thì bị sùi cục. Hiện nay thì khán giả đã phun thuốc nấm, thuốc da rễ nhưng vẫn không có dấu hiệu khỏi. Xin được hỏi chuyên gia Nguyễn Thị Nhung cách xử lý hiệu quả trong trường hợp này ra sao ạ? Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Chúng ta trồng cây ổi mới được 8 tháng chưa được thu hoạch thì nó đã chết thì rất là tiếc, bởi vì chúng ta đã bỏ bao nhiêu công sức vốn liếng ra để chúng ta trồng. Thế và cái dấu hiệu vàng lá rồi chết gốc ấy thì rất dễ là do cái tập đoàn nấm này, rồi các cái tuyến trùng này rồi ở dưới đất ấy nó đã gây hại thì nó mới gây ra cái hiện tượng là chết gốc. Rễ nó bị thối, nó bị mục thì nó không hút được dinh dưỡng để nuôi cây cho nên lá nó bị vàng. Thế bây giờ chúng ta phải xử lý đúng các loại thuốc trừ nấm hoặc là trừ một số những yếu tố vi sinh vật khác ở dưới đó, nó đã làm cho chết cây, chứ chúng ta phun thuốc ra rễ thì đương nhiên là không thể khỏi được, bởi vì các bác cứ nghĩ là cái rễ nó bị chết thì chúng ta phun để chúng ta kích thích nó ra rễ thì nó lại ra được, nhưng mà thực tế do nấm nó gây hại đấy, hoặc là do tuyến trùng nó gây hại nếu như mà cái rễ đó nó có nốt sưng. Thế còn xung quanh cái vùng gốc nó cũng là do nấm nó gây hại cho nên nó mới bị sùi cục ra đấy, cho nên là chúng ta phải trừ cái yếu tố vi sinh vật nó gây hại, chứ chúng ta phun kích thích ra rễ thì không ăn thua, thì không thể nào ra rễ mới được. Đấy, đấy là một vấn đề thứ nhất. Thế còn vấn đề thứ hai nữa là không biết bác đã phun cái thuốc nấm nào. Đấy, và cũng có thể là do mà bác phun không đúng chủng loại nấm cho diệt những cái vi sinh vật ở dưới đất, cho nên là nó cũng không trừ được. Thì theo tôi, bây giờ những cây nào chết thì bác nên đào bỏ, tiêu hủy. Sau đó nếu có điều kiện mà chúng ta mua được cái nấm Trichoderma hay nấm Caetomium mà hỗn hợp các cái nấm này với lại phân hữu cơ oai mục cộng với phân lân thì chúng ta bón vào trong đất thì nó rất là tốt, và bác mua được loại nào thì bác sử dụng theo đúng hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất, người ta sẽ hướng dẫn cách bón trực tiếp hoặc là cách hỗn hợp với phân chuồng. Mà theo tôi nếu có phân chuồng oai mục thì chúng ta bón xuống thì tốt hơn, bởi vì vừa cung cấp dinh dưỡng, vừa cung cấp đất tơi xốp, lại vừa là trong phân hữu cơ oai mục nó có những cái tập đoàn vi sinh vật có ích như là nấm, vi khuẩn, xạ khuẩn, tuyến trùng có ích. Đấy, nó sống ở trong đó và khi được bón vào đất thì nó sẽ ức chế cái tập đoàn vi sinh vật có hại ở dưới đất thì để cho cây nó phát triển được. Và hơn nữa là lân chúng ta bón vào thì nó sẽ kích thích ra rễ mới. Đấy, thì chúng ta bón cái hỗn hợp đầu tiên nếu mà có điều kiện thì là tốt nhất. Nếu mà chưa mua được các cái thuốc sinh học thì chúng ta nên phun một lần cái thuốc hóa học mà người ta khuyến cáo trừ nấm ở trong đất. Ví dụ thuốc có hoạt chất Iprodi-1 hay là Difenoconazole. Đấy, người ta ghi là để xử lý đất hay là trừ nấm đất thì bác phun xuống thì nó mới có tác dụng. Còn những cái thuốc khác thì hầu như là nó không có tác dụng để trừ cái tập đoàn nấm ở trong đất. Bởi vì ví dụ như là nấm Fusarium rất là khó trừ. Đấy, thì cho nên chúng ta phải trừ lâu dài, ít nhất phải phun từ 1 đến 2 lần. Xong rồi 1 năm chúng ta có thể bón 3 lần cái nấm có ích cộng với phân hữu cơ hoai mục với phân lân để cho cây nó được phát triển trong cái điều kiện tốt nhất, thì cây nó sẽ, nếu như cây nó bị bệnh nhẹ thì nó sẽ hồi phục được. Những còn những cây nào bị bệnh nặng thì theo tôi kể cả phun thuốc hóa học hay thuốc sinh học thì cũng rất khó để khắc phục, mà chúng ta nên loại bỏ những cái cây này. Xong chúng ta cũng phun đẫm các cái thuốc này vào những cái phần đất trống đó cho nấm ở đó nó chết hết đi, bởi vì nó sẽ nấm ở trong đất hay là tuyến trùng hay vi khuẩn ở trong đất nó sẽ lây lan qua nước tưới, qua nước mưa, qua quá trình chúng ta chăm sóc, cho nên chúng ta phải thực tế là phải xử lý cái chỗ đất đó đi để cho không còn vi sinh vật lây lan sang những cây khác nữa. Chúc bác xử lý thành công. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thị Nhung với những tư vấn vừa rồi.
Thưa quý vị, thưa bà con, thông qua hệ thống tổng đài 1900 6145, chúng tôi vừa tiếp nhận một câu hỏi trong lĩnh vực chăn nuôi thú y đến từ khán giả Nguyễn Thị Vinh, số điện thoại là 0905 và 3 số cuối là 222 ở Quảng Trị. Khán giả có hỏi là gà thả vườn nuôi lấy thịt được 1 năm, gà vẫn ăn uống bình thường. Dạo này do thời tiết cho nên là gà đột ngột lăn ra chết. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ra sao, thưa chuyên gia Vũ Ngọc Sơn ạ? Vâng. Các bạn nuôi gà mà thấy gà đang ăn uống bình thường, khỏe mạnh, chạy nhảy tốt, hoạt động tức là cái hoạt động vẫn bình thường ấy, nhưng mà tự nhiên thấy có cái dấu hiệu là lăn ra chết, nhưng mà chết thường những con béo, chết khi thân xác là nó tím lại, thì đây là căn bệnh tụ huyết trùng. Đây là căn bệnh tụ huyết trùng. Đấy. Cho nên là khi chúng ta nuôi gà, như gia đình nhà chị Vinh thì chắc là nuôi gà để ăn Tết đây, đúng không? Một năm rồi mà chưa bán mà, thì chắc là cố gắng chờ đến khoảng độ 70 ngày nữa thì để thịt Tết. Thì theo tôi, để bảo vệ được cái đàn gà này mà để đến Tết có thịt gà ăn ấy, thì chị phải làm hai cái việc sau đây rất chú ý, chứ nếu không thì sẽ không còn con nào. Thứ nhất là chị kiểm tra lại cái lịch tiêm phòng vaccine Newcastle đi, xem đã tiêm phòng Newcastle chưa, đầy đủ chưa. Nếu chưa tiêm phòng Newcastle thì bây giờ phải bắt đàn gà lại và tiêm cho mỗi con một mũi đấy, thì mới giữ được. Bởi vì đây là cái bệnh virus mà mùa này thì rất dễ bị Newcastle. Mà nếu đã bị virus Newcastle thì coi như là đàn gà báo tiêu, không thể cứu được đấy. Cho nên là chị phải làm ngay. Còn trường hợp thứ hai là bệnh tụ huyết trùng, thì cái bệnh tụ huyết trùng như chị vừa nói là có thể có, nhưng chúng ta vẫn có thể phòng ngừa được. Khi chúng ta nuôi gà, đừng để gà tiếp xúc với trời mưa đột xuất. Thứ hai nữa, tức là cái vườn thả là mình phải luôn luôn giữ vườn thả trong tình trạng coi như nó quang thoáng, chứ không được để cái vườn thả nó bụi bặm, tức là nó rậm rạp, nhiều cây bụi nhiều, thì độ ẩm nó cao, vi khuẩn nó cư tụ nhiều, cũng như là ánh nắng không chiếu vào nhiều, thì đây sẽ là cái điều kiện để giúp cho vi khuẩn nó phát sinh và gà nó rất dễ nhiễm bệnh. Và khi con gà nó thả ra môi trường mà nó ở trong cái môi trường ẩm thì nó cũng rất dễ bị nhiễm bệnh. Cho nên nếu chúng ta thả ra cái vườn nó khô thoáng thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy, kết hợp với việc cho ăn cho uống. Và ngay bây giờ thì chị phải cho toàn đàn uống cái thuốc như tôi kê trên bảng đây. Chị mua Ampicoli, hoặc là chị mua Endo và Losasin, hoặc chị pha vào nước cho nó uống theo cái liều lượng, tức là 1 gram bột hoặc là 1 gram nước, pha vào 2 lít nước cho uống liên tục trong 5 đến 7 ngày, cộng với B-complex thì sẽ khỏi. Còn nếu chị muốn đàn gà nó dừng bệnh ngay, mà muốn chấm dứt bệnh nhanh, thì chị có thể chị mua Kanamycin hoặc chị mua Oxytetracycline, chị tiêm cho mỗi một con gà là trong thời gian khoảng 3 ngày. Nhưng tiêm thì rất là khó, vì tiêm là nó phải tiêm theo khối lượng cơ thể. Cho bây giờ mình phải xem trong cái đàn gà của mình nó nặng mỗi một con là bao nhiêu cân. Sau đó chị sẽ lấy cái thuốc mà nó ghi ở trên cái nhãn thuốc này, xem rằng là 1cc thuốc hoặc là hay là một đơn vị thuốc nó tiêm được cho bao nhiêu cân, thì chị phải lấy cái đơn vị thuốc ấy chị pha với nước cất, hoặc là lấy cc cái nước ấy chị pha với nước cất. Sau đó chị chia lên liều và chị tiêm cho khối lượng cân. Nếu là 1 cân thì 10 con, và nếu là 1 cân rưỡi thì tiêm cho 6 con, thì nó phải căn cứ theo cái đơn thuốc này chị tiêm thì nó mới chuẩn được. Chứ còn tiêm vu vơ thì nó không khỏi được đâu. Thì tốt nhất thì chị cứ dùng cái phương pháp cho uống là hay nhất. Thì đấy là cách điều trị như vậy. Như dặn chị là bây giờ chị phải làm ngay hai bệnh cùng một lúc, đó là bệnh tuyết trùng và bệnh Newcastle. Bệnh Newcastle thì không có thuốc gì để trị được, chỉ có bằng cách là tiêm phòng vaccine thôi. Còn bệnh tuyết trùng thì làm như điều của tôi là sẽ chắc chắn là sẽ thành công. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn. Thưa quý vị, thưa bà con, ở tại Hà Nội thì hoa cúc họa mi được trồng nhiều ở tại các vùng hoa như là Nhật Tân hay là Tây Tịu. Để có được những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất thì người dân làm vườn thường phải dậy từ rất sớm để có thể lựa hoa và kịp đem đi bán. Và thông thường thì phải đến khoảng giữa tháng 11 thì hoa cúc họa mi mới vào chính vụ và sản lượng nhiều nên giá bán cũng rất phải chăng. Tuy nhiên khoảng vài năm trở lại đây thì nhiều nhà vườn đã mày mò và tìm cách để ép cho hoa cúc họa mi ra sớm hơn khoảng 2 đến 3 tuần và lợi nhuận thu về cao gấp 3 đến 4 lần so với chính vụ. 96 hectare đất vùng bãi, nhiều năm nay bà con canh tác cây cói để bán cho làng làm chiếu hoặc trồng lúa một vụ, chủ yếu để duy trì môi trường cho con cáy và con dươi tồn tại và phát triển. Cáy và dươi là hai loại thủy sản nước lợ rất nhạy cảm,
Nếu như trồng lúa bón phân hóa học hoặc phun thuốc trừ sâu, cấy và rươi sẽ chết. Riêng rươi với cấy mà có thuốc sâu với thuốc bảo vệ thực vật và là không sinh sản được nữa đâu. Đấy, là dần dần bị tiệt chủng đấy. Cho nên là những cái vùng bãi này có rươi và cấy là không bao giờ phun thuốc sâu cả. Những con cấy khỏe mạnh, vừa độ thu hoạch sẽ được rửa sạch nhiều lần bằng nước muối biển. Cấy càng khỏe mạnh thì chất lượng mắm càng thơm ngon. Trước đây khi chưa có nhãn hiệu tập thể và được công nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh Thái Bình, mắm cấy Hồng Tiến chỉ bán cho người dân trong vùng. Nhưng từ khi có thương hiệu, sản phẩm mắm cấy của địa phương đã được tiêu thụ trên toàn quốc. Như ngày xưa thì làm ở nhà chỉ bán cứ độ 6-70 một chai với lại 65 ấy. Với được giỏi lắm thì được 80.000 một lít thôi. Nhưng mà từ ngày có thương hiệu OCOP bây giờ là thương hiệu của mình nó vươn xa ra đại ra thị trường ấy, là mình bán là 260 một lít. Vâng, là mắm của mình có thương hiệu rồi là nhiều nơi tiêu thụ và chị em dần dần là cũng lương là cũng ổn định, cho nên chị em làm rất phấn khởi. Hiện nay, hợp tác xã này liên kết với gần 50 hộ làm mắm cấy trong xã. Giá bán mỗi chai mắm cấy nguyên chất là 200.000 đồng một lít. Thu nhập bình quân của mỗi thành viên trong hợp tác xã từ 10 đến 15 triệu đồng một tháng. Đối với lại cái qua cái hai thương hiệu đó là mắm cấy, mắm rươi với Hồng Tiến thì cũng đem lại cái nguồn thu nhập cho bà con nhân dân xã Hồng Tiến rất là tốt. Đó là cái vấn đề là cái thu nhập được nâng lên. Từ thu nhập nâng lên thì qua các cái cuộc vận động rồi hỗ trợ rồi là xây dựng nông thôn mới thì đối địa phương cũng có nhiều cái thuận lợi hơn. Trong các loại mắm, theo dân gian, mắm cấy là loại mắm lành giàu chất đạm nên phụ nữ mới sinh con cũng có thể dùng được. Mắm cấy từ lâu đã trở thành đặc sản bản địa, mang nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng đồng bằng sông Hồng từ bao đời nay. Thưa quý vị, thưa bà con, đến đây thì thời lượng của chương trình Tổng đài Nông nghiệp cũng đã hết và những câu hỏi còn lại thì chúng tôi sẽ chuyển đến các chuyên gia và tư vấn cho bà con trong những chương trình lần sau. Xin được cảm ơn nhãn hàng Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ đã đồng hành cùng chương trình và một lần nữa xin được cảm ơn hai vị chuyên gia đã tham gia chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong những chương trình tiếp theo trên sóng kênh VTC16.